Trong thông báo kết luận, thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2017 của thanh tra chính phủ, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường bị phát hiện ăn tiền tranh lệch nhiều tỷ đồng tại hàng loạt dự án. Theo thanh tra chính phủ, công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã để xảy ra hàng loạt những vi phạm liên quan đến rất nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh này. Đáng chú ý, qua kiểm tra, cơ quan thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm về tài chính ở các gói thầu kiểm tra gây thất thoát tiền nhà nước. Sunrise Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Cụ thể những vấn đề như công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án và nghiệm thu thanh toán các gói thầu, đề xuất quyết toán điều chỉnh giá không đúng quy định định mức của Bộ xây dựng. Các sai phạm bị phát hiện với tổng số tiền sai phạm hơn 42.852 tỷ đồng trong đó sai phạm trong xây lắp với số tiền là hơn 22.125 tỷ đồng và số tiền nợ động tiền thuê đất là hơn 20.726 tỷ đồng. Trong số những vi phạm về tài chính trên địa bàn Phú Thọ, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường bị phát hiện ăn tiền tranh lệch tại hàng loạt dự án. Điển hình tại dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì do Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ làm chủ đầu tư bị phát hiện sai phạm tổng số tiền hơn 8.045 tỷ đồng. Những sai phạm rõ ràng như việc công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1, Cenco 1 không thực hiện việc lập dự toán nhưng vẫn hưởng số tiền là 220 triệu đồng. Thanh tra chính phủ xác định doanh nghiệp xây dựng xuân trường ăn tranh lệch hơn 4,1 tỷ đồng do áp dụng định mức không đúng quy định giữa thi công bằng máy và thủ công. Cũng trong dự án này, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ thanh toán không đúng quy định cho doanh nghiệp xây dựng xuân trường đối với khoản thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Cũng là doanh nghiệp xây dựng xuân trường, tại dự án cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ, đoạn Thanh Sơn, Bến Ngọc, La Phù do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ làm chủ đầu tư. Giá trị áp dụng định mức không đúng quy định gần 2 tỷ đồng. Tại dự án khu công nghiệp Thụy Vân, doanh nghiệp xây dựng xuân trường tiếp tục được áp dụng không đúng định mức hơn 2,9 tỷ đồng. Giá trị tranh lệch tăng khi điều chỉnh mức đào đất cấp 4 về đất cấp 3 do doanh nghiệp này thực hiện, tiếp tục áp dụng không đúng 343 triệu đồng. VBAC Rubik 360 đẳng cấp sống lập phương Hotline 1800 6350 Trước những kết luận đã nêu ra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có biện pháp chấn chỉnh giải quyết dứt điểm số hơn 1,4 tỷ đồng nợ động xây dựng trên địa bàn tỉnh và hạn chế phát sinh nợ động xây dựng mới. Trong đó, dự án đường nối quốc lộ 3C với quốc lộ 70 và xây dựng cầu Hạ Hòa do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, xử lý dứt điểm tình trạng nợ động xây dựng cơ bản với số tiền là 12.756 tỷ đồng. Đồng thời, giao Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh, bổ sung dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ do vi phạm số tiền là 3.698 tỷ đồng của doanh nghiệp xây dựng xuân trường do chủ đầu tư thanh toán cho các nhà thầu, các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường không đúng quy định và do nhà thầu chưa thực hiện theo quy định của pháp luật khi khai thác đất để phục vụ thi công công trình của dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, số tiền này doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã nộp về tài khoản tạm giữ của thanh tra chính phủ vào tháng 1 năm 2019.